Bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Trên tay mình là một cái đo nhiệt kế này của Braun. Này sản xuất ở Mexico. Tuy nhiên thì lắp pin vào nó lại không lên. Hôm nay mình sẽ mổ nó ra và thử xem có sửa được nó không nhé. Bình thường cắm pin vào nó sẽ màn hình nó sẽ hiện lên. Đây mình thay pin mới mà nó vẫn không lên. Rồi để mình mổ ra mình xem. Này dùng ốc hoa thị, may mình có đầy đủ tun. Mình đoán là cái tiếp xúc của cái pin này này nó bị oxy hóa rồi, đúng không? Một cái điểm tiếp xúc của pin nó bị oxy hóa. Hy vọng đây là nguyên nhân. Sẽ tráng thêm một cái lớp thiếc ở đây nữa để cho tiếp xúc nó tốt hơn. Tiếp xúc tốt rồi đấy bạn. Giờ mình lắp vào xem nó chạy không nhé.
Lên rồi các bạn ạ. Báo lỗi gì? Chắc là do cái pin này. Đấy, báo lỗi pin. Rồi mình thử đo xem. Ba bảy độ. Không sốt. Xong rồi các bạn ạ. Chưa sửa cái thiết bị nào nó lại dễ như thế này. Pin sạc là sao? Sao cái đôi pin này của mình nó lại báo lỗi nhỉ? Hay là nó hết pin? Đây là cái cặp nhiệt độ của ông anh hàng xóm anh nhờ sửa. Giờ mình sửa xong rồi. Rất là dễ đúng không các bạn? Thì lâu ngày nó bị oxy hóa cái tiếp điểm của pin. Và chia sẻ cùng các bạn nhé. Video của mình cũng đơn giản thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.